Sáng nay đã xảy ra một vụ nổ súng tại Ủy ban Nhân dân phường Đoàn Kết, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai khiến một nữ cán bộ phường tử vong. Nghi phạm sau đó tự sát, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng, khi lễ chào cờ đang diễn ra tại Ủy ban Nhân dân phường Đoàn Kết 1, một đối tượng bất ngờ xuất hiện với một khẩu súng. Đối tượng này liên tục yêu cầu mọi người đứng im và bắn nhiều phát đạn về phía hội trường. Nghe tiếng súng nổ, mọi người bỏ chạy toán loạn. Riêng bà Kapa Haven, cán bộ phường bị trúng đạn và tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án, nghi phạm có hành động tự sát dẫn đến bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.